Xin chào cả nhà. Từ bữa đến giờ Ngân nhận được rất là nhiều thư cũng như là tin nhắn của các bạn nhỏ từ khoảng 15, 16 tuổi đang độ tuổi dậy thì cũng có nè. Các chị khoảng 20 mấy, 30, thậm chí là 40 mấy cũng nhắn tin cho Ngân rất là nhiều. Mọi người luôn hỏi là làm cách nào mà da Ngân luôn giữ được trạng thái căng bóng, trắng mịn và thậm chí là rất là đều màu như vậy. Mà thực ra không phải đâu mọi người, mà thỉnh thoảng nó vẫn bị dị ứng nè, bị nổi mụn nè, bị bong da nữa. Một ngày nọ có một chị bạn Ngân qua nhà, chị thấy xong rồi chị mới hỏi là tại sao mà nghệ sĩ mà để cho da bị ảnh hưởng như vậy á. Thì chị cho Ngân một bí quyết, chị tặng cho Ngân. Mới đầu là chị tặng cho Ngân là cái tinh chất hoa thảo này nè. Thì thật ra là Ngân cũng xài tinh chất này được vài lần. Sau khi mà xài lên da mình á, mình phải test thử, tại mình không biết là nó có đáp ứng được với làn da của mình hay không thì mình phải sử dụng thử. Thì Ngân sử dụng thử thì Ngân cảm thấy là trời ơi, cái serum này cực kỳ thích luôn mọi người. Nó đẩy hết những cái mụn li ti của mình lên và nó ngăn ngừa những cái mụn ẩn ở dưới da của Ngân nữa. Mọi người biết không, cái tinh chất hoa thảo này làm từ thảo mộc, thảo dược á, nên rất là an toàn cho da. Và đặc biệt nó giảm được thâm nám nè, rồi mụn ẩn dưới da. Và ngoài ra mọi người biết không, đây là tinh chất hoa thảo, ngoại trừ điều trị mụn thì còn có công dụng khác, đó là tái tạo da, giúp cho da căng bóng, giảm thâm nám và làm sáng da, đều màu da nữa. Để Ngân tháo cho mọi người coi. Cái serum này nó không có bết, cũng không có dính. Mỗi ngày mình chỉ cần xài 2 lần, buổi sáng và buổi tối nè. Đây là có tem là hàng thật luôn á mọi người. Nên khi mà mọi người mua yên tâm, phải kiểm tra ở phía bên trong có tem giống vậy á, là đảm bảo hàng chính hãng nha. Đây, bây giờ Ngân sẽ xức thử cho mọi người xem nha. Nhưng mà trước khi xức lên á, mọi người nhớ phải làm sạch da. Cái bước làm sạch da cực kỳ quan trọng, rất là đơn giản. Mình làm sạch da, xong mình xịt một ít khoáng lên mặt cho cái da mình nó ẩm ướt. Xong rồi mình đó thoa lên những cái chỗ mụn. Ngân đang thoa lên cái chỗ này là có mụn và nó là Ngân đã nặng ra rồi, nhưng mà nó hơi thâm thâm, Ngân cũng thoa lên luôn. Nói chung là Ngân hay kỹ, là Ngân thấy chỗ nào mà nhiều quá Ngân sẽ thoa luôn nguyên cái vùng gò má đó. Mình tán ra, nhìn nó màu đen vậy thôi nhưng mà lúc mà mình xức lên thì mình sẽ không có thấy màu, nên nhiều khi á, buổi sáng mình xức đi ra ngoài cũng ok, mình không có sợ là bị mọi người thấy, nên mọi người đừng có lo chuyện đó nha. Thì Ngân có xài thử và Ngân thấy khá là hiệu quả. Thì nếu như các chị em hay là bạn bè nào đó mà có nhu cầu điều trị về mụn á, thì liên hệ với Hoa Thảo nha. Đây là tinh chất Hoa Thảo,